Chuyện phim dựa trên một chuyện về một ông thầy bùa có tên là Phạm Văn Tân. Người ở đâu không rõ, nhưng sau này sinh sống ở miền Tây. Ban đầu là hành nghề bán thuốc trên sông rồi chuyển sang chữa bệnh. Thầy Tân có nhiều bài thuốc hay, lại chữa không công, cho nên rất nhiều người tin theo, đặc biệt là các cô gái trẻ. Nhưng sau này thầy bỏ nghề y, chuyển sang làm thầy Pháp, cho rằng mình thông tuệ mọi sự trên trời dưới đất, lại có mối liên hệ với cõi âm, nên thầy có thể gọi hồn người chết, điều khiển vong âm, giúp đời tránh nhiều chuyện tà ma quỷ dị. Chuyện không có gì đáng nói nếu như không có vài cô gái đột ngột mất tích sau khi đến nhà thầy. Con tới rồi, thầy mở cửa cho con đi thầy. Cửa không khóa, cứ vô đi. Dạ. Dạ, con chào thầy. Có chuyện gì? Con khổ quá thầy ơi, thầy giúp con. Ngồi đi. Dạ. Ai đến đây cũng có nỗi khổ riêng của mình. Con hãy kể đi. Con hận nó và con đàn bà đó. Chúng nó đã lén lút làm chuyện đồi bại sau lưng con. Bây giờ chúng nó còn cởm hết tiền của con, cùng nhau cao chạy xa bay. Con đã mất hết tất cả rồi thầy ơi. Con xin thầy, con xin thầy nhất định phải giúp con trả thù. Con xin thầy. Phàm trên đời này, chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó. Ta sẽ giúp con trả thù. Dạ, con cảm ơn thầy. Con hãy thay bộ đồ này đi, rồi ta sẽ làm phép cho con. Dạ. Dạ, thay ở đâu vậy thầy? Để ta giúp con. Ngồi im. Thầy định làm gì con vậy thầy? Kẻ buồn thần bán thể như mày chẳng đem được điều gì tốt cho đời. Ít ra thì mình cái cũng làm cho cái chết của mày có giá trị. Chính vì muốn luyện thành thiên linh cái, một loại tà ma quỷ quái dùng đầu các cô gái trẻ để luyện thành, tên thầy bùa đã giết 40,000 người, gieo rắc nỗi kinh hoàng khắp một vùng quê. Anh ơi, nãy giờ anh kể em đâu thấy tình cảm hài hước gì đâu. Với lại nó cũng không giống với bộ phim em đã xem nữa. Những gì nãy giờ tôi kể với cô là kịch bản Thiên Linh Đực lúc chưa bị chỉnh sửa. Ý anh là sao? Em không hiểu. Đó là một câu chuyện dài khác.
với sự xuất hiện của một nhân vật cực kỳ quan trọng đã góp phần biến một bộ phim kinh dị trở thành 3, 2, 1 diễn. Mấy cần nè, cần chặt cho hơn. Rồi toàn zoom ra. Đúng rồi, ok, giữ khung đó, đúng rồi. Con hãy thay bộ đồ này đi, rồi ta sẽ làm phép cho con. Dạ. Dạ, thay ở đâu vậy thầy? Để ta giúp con. À. Cắt. Vậy? Mới làm phim kiểu gì vậy hả? Hả? Ê, ông là ai vậy? Người ta đang quay phim vô đây cắt là sao? Tôi là chuyên gia thẩm định phim đây. Phim anh có muốn được phát hành hay không á là phải thông qua tôi, ok? Mà anh là đạo diễn đúng không? Dạ dạ. Anh định phá hoại nền điện ảnh nước nhà hay gì mà anh quay những cảnh phim thô tục vậy hả? Dạ không, đây là em đang phản ánh đúng sự thật thôi ạ. Không, dạ không. Mặc dù nó là thật nhưng mà nó chỉ là hy hữu. Anh không có được dùng những cảnh phim mà gọi là thô tục như vậy để câu kéo khán giả, anh hiểu không? Anh có biết là nước ta đang đứng thứ hai trên thế giới về cái mức độ hạnh phúc không? Phim ảnh nó phải có nhiều tình tiết, tình cảm, hài hước, nó mới phản ánh đúng cái sự thật. Ok? Nhưng mà anh... Bây giờ có muốn phim ra rạp không? Dạ muốn. Vậy thì sửa liền cho tôi. Dạ. Cắt! Sao? Có chuyện gì? Con khổ quá thầy ơi, con xin thầy hãy giúp con. Ai tới đây cũng có nỗi khổ riêng của chính mình. Con cứ bày tỏ cho thầy nghe đi hỡi con gái bé nhỏ của ta. Dạ. Chuyện là như vậy thầy ơi. Sao? Chồng con nó bỏ con đi theo mấy con mắt xanh mỏ đỏ. Mà thầy coi đi, con cũng đâu có đến nỗi nào đâu. Con đã chịu khó đầu tư cặp vực 3.000 đô, cặp mông 2.000 đô, cúc mỡ bụng 1.500. Con căng da thì được miễn phí, tại con là khách hàng thân thuộc đó thầy. Con đã chịu khó đầu tư như vậy mà nó còn chê con xấu, nó bỏ con. Thầy coi con út chết đi sống lại được không? Chồng của con thiệt là có mắt mà không có lông nheo. Thôi, nói chung là tất cả mọi cái chuyện gì xảy ra trên đời này nó đều có cách giải quyết. Ừ, để ta chỉ cho con cách này. Đây, bây giờ con hãy mặc cái bộ đồ này vô đi, rồi ta sẽ làm phép cho con hỡi con gái bé nhỏ của ta. Dạ. Kể ra đi. Dạ. Ý, con hãy giữ tự trọng, sao con làm như vậy? Ủa, thầy mới kêu con cởi ra mà thầy. Ý ta nói là con hãy cởi cái đồng hồ lấp la lấp lánh trên tay của con đi. Nó sáng chói lóa quá, ta không có làm phép được. Thầy thiệt là tinh mắt. Cái đồng hồ này là đồng hồ hiệu ba con ó thầy. Chính xác đến từng giây luôn. Wow. Thầy, con xài 20 năm rồi vẫn còn rất là tốt. Chống xước, chống chày và chống vô nước luôn á thầy. Đúng là một cái đồng hồ chất lượng cao. Nó phải như vậy. Tình cảm, hài hước là cái yếu tố thương mại mà được lồng ghép dễ thương. Được, cho qua, qua đi. Good night, one more. Gì? Nét. Thầy định làm gì con vậy thầy? Cái gì nữa vậy? Sửa lên cho tôi. Sửa gì? Cái cảnh gì mà vừa bạo lực vừa cổ suý mê tín dị đoan vậy mà anh cũng đưa lên phim được hả? Nhưng mà anh ơi, cái nhân vật chính của mình là thầy bùa, mà thầy bùa thì phải làm phép chứ đúng không? Bây giờ anh muốn thầy bùa mà không làm phép vậy sửa sao? Cái chuyện đó tôi đâu cần biết, chuyện đó là chuyện của anh. Thì có sửa không? Sửa. Cắt. Sửa. Dạ con xong rồi thầy, bây giờ thầy làm phép giúp con nha thầy. Phép gì?
Ta đâu phải là người cổ suý cho mê tín gì đó nữa con. Ủa, nhưng mà con nghe đồn thầy có phép giúp con hóa giải hết mọi đau khổ, cho nên con mới tới đây. Ủa, phép gì? Ta đâu có biết. Nhưng mà ta có cách. Chèm ơi chèm, bài hót nữa đi, hót nữa đi. Kìa, hãy hót cùng ta đi nào. Hót đi, âm nhạc sẽ giúp cho con thoát khỏi mọi đau khổ. Hót cùng ta nha con. Dạ. Sao mà ông thầy bùa đi cậu lông rồi sau đó hiếp cô gái? Anh có muốn làm phim nữa không hả? Không, anh. Tại á, ông thầy bùa này đang muốn luyện thiên linh cái, cho nên phải lấy đầu cô gái. Dẹp, dẹp hết. Ông thầy bùa này á, cuối cùng phải giúp cô gái đi đến happy ending thì phim mới được phát hành. Bây giờ có sửa không? Sửa. Biết sao không? Thầy coi tử vi rồi, con là cặp tính con gà đúng không? Dạ đúng rồi thầy. Bởi vậy thầy mới cạo lông. Cạo lông gì vậy thầy? Cạo lông con gà nè, để nấu cháo gà cho con ăn, chịu không? Dạ, thích quá à. Gì vậy ông Tư? Cho mượn cái nồi nấu cháo. Gì làm cái gì mà cứ tối ngày qua mượn cái nồi là sao? Nấu cháo thường xuyên mà. Mượn đi, mượn đi. Nhớ rửa sạch chả đó. Cảm ơn nghe, yên tâm. Đây là chiêu thức gia truyền của dòng họ nhà ta đó, có tên là lỗ nhĩ thập bát rái tài. Tương truyền rằng đó, bao nhiêu thống khổ đều đi theo cái đường lỗ tai mà ra hết. Đã không con? Đã. Đã quá thầy ơi. Đã. Sướng ha, sướng ha. Sướng thầy ơi. Được. Được, ha, tụi thấy anh có tiềm năng lắm á. Dạ, cảm ơn. Mấy cảnh sau là nấu đầu người đầu đất trong xác phi tan gì bỏ hết đi nha. Dạ, dạ. Con thấy đó, âm nhạc, ẩm thực, tình yêu, đó là thứ cốt lõi của hạnh phúc trên đời. Con cảm ơn thầy, thì đó chính là chân lý để xóa đi mọi đau khổ. Vậy mà bấy lâu nay con không hề hay biết. Phải, con hãy nghe lời ta, luôn để tâm hướng thiện thì cuộc sống của con sẽ hạnh phúc, vui vẻ, gia đình sẽ ấm no, xã hội sẽ phát triển và đất nước sẽ phồn vinh. Con cảm ơn thầy, thầy nói chí phải, con quả là u mê. Từ đây về sau, con sẽ không còn u mê nữa, bởi vì con đã có ta rồi. Con được, hay lắm, tuyệt vời. Nhưng mà công an đâu? Phim của nước ta ở phút cuối lúc nào cũng phải có công an vào để lập lại trật tự trị an. Như vậy mới phản ánh đúng tình hình văn hóa của đất nước ta. Nhưng mà phim em đủ hết vai rồi, sao thêm công an cho được nữa? Thì thêm vào ở đâu là cái chuyện của anh.
Bây giờ có thêm không? Phục Trang. Tôi là cảnh sát chìm đây. Tôi đã chứng kiến toàn bộ hành vi của ông. Có phải ông mượn cái nồi của tôi để nấu đầu một cô gái huyện Thiện Linh Cái đúng không? Không. Làm gì có chuyện đó. Chứ ông đào đất làm cái gì? Tôi đào đất chỉ để chôn rác thôi. Vậy à? Phải. Giữ gìn vệ sinh xanh sạch đẹp, đó chính là con đường dẫn đến hạnh phúc dài lâu và mãi mãi. Chúng ta sống là phải biết nghĩ đến tương lai con cháu của mai sau chứ, đúng không? Thầy nói chí phải. Vậy ra tôi đã hiểu. Tôi đã hiểu lầm anh. Anh chị quả là những người công dân tốt, là tấm gương sáng để xã hội noi theo. Nè, đổi tên phim cho tôi đi. Hả? Tên gì? Thiên Linh Đực đi. Đực? Ừ, Thiên Linh Đực. Rồi, còn cái vụ ánh sáng nè, đánh ánh sáng chan hòa cho tôi đi. Cái gì mà đánh đèn tối hù tối hờ? Phim mình là phim tình cảm hài hước, đánh giày hụt chết của người ta hay gì? Chuyện là như vậy đó. Mai mốt kiếm chỗ khác phỏng vấn. Chỗ này dột quá. Dạ dạ. Bây giờ thì em đã hiểu vì sao từ một bộ phim kinh dị đã có thể trở thành một bộ phim tình cảm hài hước rồi. Nhưng dù sao thì cũng chúc mừng anh vì bộ phim đã thành công. Quay! Xin sửa lời của cô. Đây là một bộ phim ăn khách chứ không hẳn là thành công. Nhưng ở một xứ sở thiên đường như nước ta thì phim ảnh chỉ cần như vậy là đủ. Vậy anh có dự định gì cho dự án sắp tới chưa? Chưa hề. Sau Thiên Linh Đực, tôi sẽ về quê nghỉ ngơi một thời gian. Công việc làm phim quá khắc nghiệt, tôi cần phải nghỉ ngơi trong bầu không khí. Văn minh, văn hóa ở nước ta để phục hồi sinh lực. Tôi hiểu, tôi hiểu mà. Chúc anh sớm quay lại với nghiệp làm phim. I'm getting it. Call my lama, luxury. I'm a Niger up in this. When I turn up, you